Xin kính chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong Clara Studio ngày hôm nay và đặc biệt những vị khán giả trên online đã cùng đồng hành với chúng tôi trong những chương trình Thánh Ca với những ý nguyện dâng lên những tâm tình ca ngợi Chúa theo từng chủ đề. Và để có làn gió mới cho buổi ngày hôm nay, chương trình Cà phê Thánh Ca lần thứ tư, chúng tôi đặc biệt ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý vị một ca nhạc sĩ, một người là ca sĩ, một người đã sáng tác nhạc, đó chính là chị Thụy My, đến từ thành phố San Diego. Và nhạc phẩm của chị cũng đã được những ca sĩ nổi danh thu âm, trong đó có Tuấn Ngọc, có Thanh Hà. Nhưng ngày hôm nay thì chị đến với tư cách là một con chiên, dùng khả năng của mình, dùng tài năng của mình Chúa ban để mà ca ngợi chính Ngài. Và trong phần thứ hai, chúng tôi cũng giới thiệu đến quý vị một người nghệ sĩ rất là trẻ và đã tốt nghiệp học viện tại Việt Nam trong bộ môn Tây Ban Cầm. Xin nói đến đó thôi và đến cuối chương trình, kính thưa quý vị khán thính giả và những người có mặt ở nơi đây, chúng ta sẽ có một câu đố vui vui về mùa lễ Giáng sinh. Và câu đố đó được quý vị, nếu giải thích đúng, trả lời đúng, thì sẽ có một phần thưởng nho nhỏ của công ty Pertalk, là một người bạn đồng hành với chúng tôi trong thời gian gần đây, gửi đến quý vị như là một món quà để quý vị có được niềm vui thêm trong mùa lễ này. Và như vậy, quý vị hãy chờ đến cuối chương trình nhé. Chúng ta sẽ có câu đố này gửi đến cho quý vị. Và giờ đây, bước vào mùa vọng, chúng ta được nhắc nhở đến về tâm tình sám hối cũng như tỉnh thức để mà đón chờ con Chúa đến. Trong ý nguyện đó, trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy ngước lên trời cao để mong ơn Ngài như sương mai đổ xuống, xin đấng cứu đời tôn đổ xuống cho nhân loại, như nhạc sĩ Duy Tân đã thiết tha van nài qua nhạc phẩm Trời Cao và được trình bày qua các giọng ca Minh Ngân, Vivian Đinh, Hoàng Vân và Nhân Trần. Xin đổ sương xuống và ngàn mây.
năm chiến thắng đến đây cai tàu thế gian, cứu dân đầm tan xuyên sông đời nhà. Chúa ơi, lòng nhân từ Chúa không bờ. Hãy mở ra
cho xuất hiện đấng cứu tế. Trời cao xin đến thiên thần, xin thương ngài ơi hãy đến, nay chân sáng đêm ngày chờ mong. Trời cao ơi xin thương cho vì công chính, mau giáng trần hầu cứu thoát thế gian. Trời cao xin đến thiên thần, xin thương ngài ơi hãy đến, nay chân gian đêm ngày chờ mong. Để chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp, xin quý vị khán giả chúng ta nghe đôi dòng tiểu sử về nhạc phẩm Trời Cao của nhạc sĩ Duy Tân qua lời ghi lại của chính người con của ông, nhạc sĩ Đạt Đức, qua giọng đọc của Kim Thúy.
nhạc sĩ Duy Tân, tên thật là Phêrô Trần Duy Tân, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1925 tại làng Thượng Đồng, xứ Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ông gia nhập nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh năm 1947. Theo anh Trần Thành Đạt, trưởng nam của nhạc sĩ Duy Tân: "Bố tôi là một người ít nói, hết sức khiêm nhu. Có lẽ vì vậy mà không mấy người biết được tiểu sử của ông một cách cặn kẽ. Cuộc đời của bố tôi có lúc rất thành đạt nhưng cũng đầy gian nan. Tôi nhớ bố tôi nói, ông giống như một người mồ côi vậy. Khi bố tôi chào đời, ông nội tôi mất. Khi ông 15 tuổi thì bà nội tôi mất. Bố tôi chỉ có hai anh em, nhưng may mắn khi lên 5 tuổi, ông đã được linh mục Trần Quý Ly đỡ đầu và gửi vào tiểu chủng viện để theo học với các thầy dòng Jean Baptiste de la Luz ở trường tiểu học Huchinier, Hà Nội. Hết 4 năm tiểu học, về học trung học ở làng Hoàng Nguyên, Hà Đông. Tại đây gặp cha Tiến Dũng. Sau 8 năm ở trường trung học, ông về học tại Đại chủng viện Xuân Bích, Hà Nội, gặp các linh mục nhạc sĩ Hoài Đức, Nguyễn Khắc Xuyên, Phát Diệm và Nguyễn Duy Vĩ, Thanh Hóa. Sau này vì lý do sức khỏe, ông đã thôi học Đại chủng viện. Ông lập gia đình với mẹ tôi là bà Trần Bích Hồng vào năm 1961 và có 5 người con, bà gái 2 trai. Tốt nghiệp cử nhân văn khoa, cử nhân luật khoa, cử nhân ngân hàng và trung tâm huấn luyện chuyên môn ngân hàng. Ông vào làm việc tại Ngân hàng Quốc gia Việt Nam với tư cách chuyên viên, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Quốc gia Việt Nam từ năm 1958 đến năm 1975. Tôi nhớ không rõ năm, cũng như hoàn cảnh bố tôi sáng tác bài Thánh ca Trời cao. Chỉ nhớ là bố nói bài ấy ông sáng tác khi còn rất trẻ, mới 18 tuổi. Cái duyên để bố tôi đến với âm nhạc và thánh ca cũng phải nói bắt đầu từ các cha cố Tây. Bố tôi nói khi ông 5 tuổi, các cha Tây đã bắt bố tôi học đàn. Mỗi ngày phải đánh cho xong một bản nhạc mới được thưởng một trái chuối. Ngày xưa đói khổ, một trái chuối là cả ước mơ của cậu nhỏ Duy Tân. Thế là bố tôi cố gắng học thật giỏi. Nhờ vậy mà năm 10 tuổi, bố tôi đã có thể đánh đàn trong nhà thờ. Sau này ông là ca sĩ cho đài Pháp Á một thời gian, rồi trở thành nhạc sĩ sáng tác thánh ca, ca trưởng ca đoàn nhà thờ. Tôi đã học ở ông rất nhiều. Tuy là một người nổi tiếng, nhưng bố tôi có đời sống gia đình rất gương mẫu, chăm lo cho vợ và con cái đầy đủ. Bố tôi cũng rất bận tâm với việc nhà Chúa. Ngay cả khi về hưu, ông vẫn tiếp tục giúp làm ca trưởng ca đoàn thiện chí ở nhà thờ Thị Nghè, giáo phận Sài Gòn, cho đến hơn 80 tuổi, khi không còn sức để leo lên gác đàn, ông mới xin ngưng. Nhạc sĩ Duy Tân được Chúa gọi về ngày 12 tháng 4 năm 2011 tại Sài Gòn. Ông dã từ trần gian, nhưng gia sản ông để lại cho nền thánh nhạc Việt Nam vẫn còn đó, gồm hơn 600 ca khúc. Những ca khúc của ông hầu hết đã được ấn hành trong các tập cung thánh bộ cũ cũng như bộ mới của nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh. Trong 5 người con của ông, có một người trưởng nam, Trần Thành Đạt, đã tiếp tục việc phục vụ giáo hội trong vai trò ca trưởng và nhạc sĩ sáng tác trong nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh với bút danh Đạt Đức. Kính thưa quý vị, chương trình Cà phê Thánh ca 4 trong chủ đề Trông đợi sẽ được tiếp tục với hai nhạc phẩm Trông chờ Chúa đến và Niềm sắc tín với lời của Thánh Luca trong chương 3 câu 1 đến câu 18 Người sẽ đến. Có phần trình bày của ca nhạc sĩ Thụy My như đã giới thiệu đến từ thành phố San Diego và phần đệm guitar cũng như hát bè của anh Gia Thuần. Đây là một khuôn mặt gần gũi, thân quen. Tôi dùng thêm cái chữ là yêu quý của khán thính giả Tin Vui Media. Thank you.
sương rơi mấy ngàn hạ làn mưa mọc, mưa đấng cứu nhân gian, nhân loại nhờ ơn cứu rỗi. Xin trời cho sương rơi mây ngàn hạ làn mưa mọc, mưa chính Chúa ngôi hài trần gian ngóng trông đêm ngày. Con cô đơn bơ vơ đi trong gió sương lầm than, tâm tư bao hoang mang, con xin thiết tha nài vang. Chúa thương đời con thiếu vui nhiều cay đắng, dẫn con về trong an bình. Xin trời cho sương rơi mây ngàn hạ làn mưa mọc, mưa đấng cứu nhân gian, nhân loại nhờ ơn cứu rỗi. Xin trời cho sương rơi mây ngàn hạ làn mưa mọc, mưa chính Chúa ngôi hài trần gian ngóng trông đêm ngày. Con đây đã phạm biết bao tội nhơ nhớp, van xin Chúa thương thứ tha tội lỗi con xin sẵn sàng bước theo đường lối Chúa. Chúa dẫn con đi sướng vui tràn tâm. Thank you.
Trước khi nhạc phẩm thứ hai được gửi đến quý vị khán thính giả cũng như tất cả mọi người có mặt trong studio ngày hôm nay, Thùy My như đã giới thiệu là một ca sĩ, là một nhạc sĩ sáng tác. Thì nguyên nhân nào, mình nói cái duyên đi cho nó dễ thương, đến với chúng tôi trong chương trình Cà phê Thánh Ca này. Và đặc biệt, cái cảm tưởng, cảm nghĩ của Thùy My ngay lúc này là như thế nào? Dạ, hồi hộp ạ. Hồi hộp, dĩ nhiên rồi. Ngay dạ. Bản thân chúng tôi làm tới 4 chương trình vẫn hồi hộp như thường. Trước hết, xin Thùy My xin gửi lời kính chào tới tất cả quý vị ở đây, cũng như quý vị của đài Tin Vui Media và Clara Studio. Thứ nhất mà khi nói về Tin Vui Media đó anh, là lần đầu tiên mà được mời đi hát Thánh Ca từ khi không có tham gia ca đoàn cũng lâu lắm rồi. Là tự tin vui chứ không phải tự tin buồn. Tự tin buồn thường là đi hát đám ma thôi. Dạ, vậy lại nhưng mà Thùy My tin là đây là sự quan phòng của Chúa, cũng như Chúa gửi tới lời mời gọi để Thùy My có thể dùng tiếng hát, lời ca của mình để ca ngợi và làm sáng danh Chúa. Vâng, nhạc phẩm kế tiếp xin mời quý vị cùng thưởng thức, đó là nhạc phẩm Người Sẽ Đến, một sáng tác của Vi Nam và vẫn với sự trình bày của Thùy My và anh Gia Thuận. Chân ta
thiết dâng nguyện cầu, xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh. Đường quanh cô núi đồi từ những năm qua đã làm chôn bước chân ta, giờ ra tay lấp bằng dọn lối thanh thang cùng ra đón vua thiên đàng. Giờ đôi tay tha thiết dâng nguyện cầu, xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh, xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh. Quý khán giả chắc là thân quen với khuôn mặt của Quý Nhơn, một giọng hát mà đã xuất hiện song ca này, tam ca này, tứ ca rồi hợp ca. Như hôm nay trong chương trình Cà phê Thánh Ca 4, anh sẽ xuất hiện đơn ca với nhạc phẩm Nước Trời Đã Gần Đến, mà anh rất yêu quý. Anh yêu quý bởi vì những ca từ ở trong bài nhạc này đã được linh mục nhạc sĩ Thành Tâm trau chuốt. Nước trời đã gần đến, lòng nào hãy còn cong queo, hãy uống cho ngay. Lòng nào hãy còn chai đá, hãy thiêu đốt bằng ơn thánh hóa. Nước trời đã gần đến, nào chờ chi nữa, hãy ăn năn thật lòng sám hối, hãy dọn lối đường đi của Chúa. Tiếng ai kêu tha thiết vọng vang, hãy san bằng đường đèo dốc núi, những tháp gành mau hãy vội lấp cho đầy đi. Nước trời đã gần đến, lòng nào cong queo uốn cho ngày, lòng nào chai đá đốt mềm đi bằng ơn thánh hoa. Hãy ra công bạc lối ngài đi, lẽ công bằng đền bồi thỏa đáng, đức thương người ra sức bồi đáp cho đầy dư. Hãy hối cải quay về mau đi, hãy hối lỗi những ngày xa xưa. Này Chúa đến mang sự cứu thoát cho mọi người, tìm kiếm Chúa khi còn cơ may, luật bác ai lo thực thi ngay, chờ đón Chúa trong cuộc sống qua phút giây. Thank you.
nước trời đã gần đến là niềm mơ ước của những ai đời bạc phước vẫn chỉ trí bên tâm theo Chúa. Phúc cho ai kiên vững niềm tin, phúc cho người hòa bình tạo tác, phúc cho người gian khổ vì Chúa không hề nào. Hãy hối cải quay về mau đi, hãy hối lỗi những ngày xa xưa. Nay Chúa đến mang sự cứu thoát cho mọi người. Tìm kiếm Chúa khi còn cơ may, luật bác ai lo thực thi ngay. Chờ đón Chúa trong cuộc sống qua phút giây. Hãy hối lỗi những ngày xa xưa. Nay Chúa đến mang sự cứu thoát cho mọi người. Tìm kiếm Chúa khi còn cơ may, luật bác ai lo thực thi ngay. Chờ đón trong cuộc sống qua phút giây. Và bây giờ, kính thưa quý vị, không khí sẽ sôi động hẳn lên cho chương trình Cà phê Thánh Ca 4 này với một nhóm top ca gồm 6 người và sẽ trình bày nhạc phẩm Vì Chúa Sẽ Đến. Được biết là chị Lý Mai Trang kỳ này chọn một cái vị trí là đứng đằng sau sân khấu, nhưng mà công sức của chị bỏ ra không nhỏ cho nhóm tốc ca này, bởi vì chị đã bỏ công tập luyện cho nhóm. Xin cảm ơn chị Lý Mai Trang. Và giờ đây xin mời quý vị cùng thưởng thức những tiếng hát của nhóm Tâm Ca. Thank you.
sẽ đến, Chúa sẽ đến, sẽ đến từng giây phút trong đời ta, sẽ đến. Chân thành cảm ơn nhóm Tâm Ca. Các anh chị hát làm cho đúng là nước trời gần đến. Nhưng mà chương trình ngày hôm nay, kính thưa quý vị, chúng ta không quên được những nhạc công đã đóng góp không nhỏ trong chương trình. Ngày đầu tiên nhà Ngọc Triều muốn giới thiệu đó là anh Thảo Dương. Cảm ơn lần đầu tiên và chào đón anh đã đến với Cara Studio. Ngồi bên cạnh gật gù đó chính là Thành Nguyễn. Hôm nay với cây đàn trở lại, tiếng violon của em đã làm cho chương trình chúng tôi thêm réo rắt. Đằng sau nụ cười mím chi của anh Francis Lộc đã trở lại với chúng ta cây đàn bass trên tay của anh. Cùng với chị Nguyễn, hình như cây piano của anh với bài hát vừa rồi nó cũng nhảy múa theo. Tôi thấy tay của anh nhảy, chân của anh Francis cũng nhảy theo nữa. Cảm ơn tất cả đã đến với Cara Studio. Giáo hội Công giáo đang bắt đầu vào mùa phụng vụ mới với tên gọi Mùa vọng, diễn ra khoảng thời gian 4 Chúa Nhật trước lễ Giáng sinh và kết thúc vào đêm vọng lễ Giáng sinh ngày 24 tháng 12. Trong thời gian này, Hội Thánh Công giáo kêu mời các giáo hữu dành thời giờ dọn tâm hồn đón mừng Chúa xuống làm người để chúng ta được cứu rỗi. Ngoài những nét đặc trưng riêng, Mùa vọng đặc biệt được trang trí với 4 cây nến được thắp lên 4 tuần lễ trước lễ Chúa Giáng sinh. Ánh sáng của 4 cây nến tỏa ra 4 phương trời, tượng trưng cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Cây nến màu tím đầu tiên được thắp sáng lên vào ngày Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, chiếu ánh sáng hòa bình cho những tâm hồn có lòng khoan dung, nhân ái. Cây nến màu tím thứ hai vào Chúa Nhật thứ hai mang ánh sáng niềm tin cho những tâm hồn khao khát tìm về với Chúa, là cội nguồn của đời sống. Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, cây nến màu hồng được thắp sáng lên, tỏa hơi ấm tình yêu cho những tâm hồn biết sống tình liên đới. Cây nến thứ tư vào Chúa Nhật cuối mùa vọng, mang niềm hy vọng cho những tâm hồn đang khao khát, hân hoan, đợi trông Chúa đến. Và cuối cùng, cây nến màu trắng sẽ được thắp sáng lên trong ngày Giáng sinh và trong suốt mùa Giáng sinh, nhằm nhắc nhở chúng ta nhận biết và ý thức về ánh sáng vẹn toàn và nguyên thủy của Chúa Kitô. Kính thưa quý vị khán giả, như đã giới thiệu, thì phần thứ hai này, chúng tôi đặc biệt xin giới thiệu đến tất cả quý vị một nhạc sĩ Tây Ban Cầm trẻ nhưng mà xuất sắc, đã tốt nghiệp tại Học viện Sài Gòn. Khi đến Hoa Kỳ này, thì cô đã không ngừng sự nghiệp âm nhạc của mình, tiếp tục đeo đuổi, đi học tiếp và đồng thời còn đi dạy với những cái tài năng của mình. Và xin cảm ơn anh Gia Thuần và thay mặt cho Tin Vui Media, cảm ơn anh đã giới thiệu Hân Holiday. Và như vậy, trong phần 2 này, chúng ta sẽ có thêm phần phụ họa của Hân Holiday. Xin cảm ơn và hy vọng là sẽ chọn Tin Vui Media là một sân chơi nho nhỏ của mình trong những lúc nhàn rỗi và những lúc hứng khởi với âm nhạc. Bây giờ thì chúng tôi thấy có thêm người đệm đàn nữa, tức là anh Khoa ngồi đằng sau. Cảm ơn đã trở lại. Đã giới thiệu cho hết vào đứng chờ đợi đó là chính là chị Hằng Nga của chúng ta.
đã đến với chương trình này không những một lần mà nhiều lần. Và giờ đây chúng ta sẽ bước vào chương trình của chúng ta với nhạc phẩm của chị. Đó là nhạc phẩm Nguyện Mùa Vọng, một sáng tác của Linh Mục Duy Thiên, và phần đệm đàn dĩ nhiên của Gia Thuần và thêm phần của Hân Holiday. Mời quý vị cùng thưởng thức. Em xin cảm ơn tất cả quý anh chị và sau đây em xin được hân hạnh giới thiệu đến quý anh chị một dòng ca của một người em mà em đã có dịp sinh hoạt ở trong ca đoàn một thời gian rất là lâu. Xin quý anh chị cho em đắc chiều một tràng pháo tay thật lớn.
Em chào quý anh chị đi hả? Dạ, cảm ơn chị Hằng Nga. Và em xin thân ái chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và nhìn ở đây, cảm ơn. Và sau đây, chúng em xin được song ca một nhạc phẩm của Linh Mục Nguyễn Duy có tựa đề Để Chúa Đến. Trời cao
cuộc đời để Chúa đến mang ơn trời nguồn hạnh phúc cho con người mùa cứu rỗi cho mọi nơi để Chúa đến trong cuộc đời để Chúa đến mang ơn trời nguồn hạnh phúc cho con người mùa cứu rỗi cho quý vị. Xin cảm ơn các anh chị. Cảm ơn tiếng hát của chị Hằng Nga. Tắc Chiều ơi, còn nhớ không? Lần trước trong một lần cũng tại sân khấu này, anh có hỏi em là cảm xúc của em khi như thế nào khi hát thánh ca. Thì em cho biết là em làm hết sức mình mà thôi, còn lại là việc Chúa làm. Đúng không? Dạ vâng, em vẫn còn nhớ điều đó. Và kính thưa quý vị, câu nói đó làm chúng tôi nhớ đến và anh đã xác định được niềm xác tín của mình và phó thác vào Thiên Chúa. Trong tâm tình đó, ngày hôm nay anh xin dùng môi miệng của mình, tâm trí mình để xin ơn trời, xin ơn trên tuôn đổ những mưa nguồn hồng ân xuống cho nhân gian. Giây ngóng chờ gieo mưa đi mây mây ơi trần đời khấn xin lạy trời thương đói mưa xuống cho đời lạy trời thương xót mưa xuống cho con người đấng cứu tình ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình trần gian mong ngóng đừng trì hoãn nữa xin đến cứu độ mọi mòn trong Chúa đôi mắt hoan lệ mờ Chúa Chúa ơi tình con thiết tha vững tin nơi ngài ngàn năm chẳng phai đường thương đau dạ rời trên bước lần trong đêm mong ngày bừng ánh lên Chúa Chúa ơi tội con ngất trời cha cha ơi xin thương yêu một lần thứ tha lạy trời thương đói mưa xuống cho đời lạy trời thương xót mưa xuống cho con người đấng cứu tình ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình trần gian mong ngóng
đừng trì hoãn nữa, xin đến cứu độ mọi mòn trong Chúa. Đôi mắt hoan lệ mờ, Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha, vững tin nơi Ngài, ngàn năm chẳng phai. Sám hối là câu kinh khấn nguyện cùng Chúa thôi, thắp sáng lên bình minh chói ngời cho say mê, đưa con đi về đời thánh ân. Trời thương đói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình, ngàn dân mong ngóng đừng trì hoãn nữa, xin đến cứu độ mọi mòn trong Chúa. Đôi mắt hoan lệ mờ, Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha, vững tin nơi Ngài, ngàn năm chẳng phai. Lạy trời thương đói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình, ngàn dân mong ngóng đừng trì hoãn nữa, xin đến cứu độ mọi mòn trong Chúa. Đôi mắt hoan lệ mờ, Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha, vững tin nơi Ngài, ngàn năm chẳng phai. Nếu quý vị đồng ý với chúng tôi ngày hôm nay, các ca sĩ, các nghệ sĩ đã làm cái phần xuất sắc của mình nhất. Và nếu đồng ý với chúng tôi, xin dành cho họ một tràng pháo tay để tán thưởng. Còn quý vị trên online, rõ ràng là chúng tôi không nghe được tiếng vỗ tay. Nhưng quý vị có thể đưa ngón tay cái lên, tức là bấm vào nút like, một cái thumbs up cho chúng tôi nhé. Xin cảm ơn với sự ủng hộ này. Và một lần nữa, đặc biệt cảm ơn Hân Holiday ngày hôm nay đã tham dự. Mong rằng và rất mong là Hân Holiday sẽ trở lại và trở lại nhiều lần nữa. Gật đầu được không? Được, ok. Hơi ngần ngừ một chút nhưng mà chúng ta có sự ok. Cảm ơn anh Gia Thần nữa đúng không? Đã có công mang Hân Holiday đến đây. Và kính thưa quý vị khán giả, chị Lê Hằng là một giọng hát thánh ca đã được chúng ta biết đến từ thập niên 90. Giờ đây, với tiếng hát ngọt ngào của chị, là một ca sĩ công giáo được nhiều người quý mến, bên cạnh đó là tính khả ái, dịu dàng của chị. Và giờ đây,
giọng hát ngọt ngào của chị sẽ được cất lên để chúng ta cùng thưởng thức với nhạc phẩm Chờ Ngày Quang Lâm. Đây là một sáng tác của Linh Mục Thành Tâm. Xin mời chị. Chiều ngóng
Kính thưa quý vị, hiện diện nơi đây trong Clara Studio cũng như trên online, quý vị vừa thưởng thức 11 bài thánh ca dành cho mùa vọng. Mùa vọng, cái mục đích đầu tiên là để chúng ta chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ Giáng sinh, kỷ niệm biến cố ngôi hai xuống thế làm người tại hang đá Bethlehem xưa và hoàn thành công cuộc cứu độ cho con người. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta dành đôi phút để tìm hiểu về ngày lễ Giáng sinh và quý vị học hỏi thêm qua phụng vụ. Thì quý vị có mặt ở tại đây cũng như trên online, quý vị sẽ viết vào phần comment chứ không có viết giấy tại chỗ nha. Đó là câu hỏi đầu tiên xin dành đến cho quý vị, là ngày lễ Giáng sinh được bắt đầu vào năm nào và ai là người khởi xướng? Xin nhắc lại, lễ Giáng sinh đầu tiên được bắt đầu vào năm nào và ai là người khởi xướng? Câu thứ hai, theo đúng phụng vụ thì chúng ta sẽ kết thúc lễ Giáng sinh là vào lúc nào? Nhớ nhé, kết thúc lễ Giáng sinh là vào lúc nào? Xin nói trước đó, ai mà trả lời là lễ hiển linh thì là không đúng đâu. Và chúng ta cần tìm hiểu nơi Thánh Kinh, sau đó tham khảo những vị linh mục, những vị tu sĩ mà đã học qua thần học thì sẽ có câu trả lời. Và câu trả lời đúng sẽ có thưởng. Thì giải thưởng sẽ được tính như sau. Người nào trả lời đúng, rồi đồng thời được nhiều người hưởng ứng, tức là thăm giáp mình like nhiều nhất vào ngày 11 tháng 12. Ngày 11 tháng 12, nó là tuần lễ thứ 3 của mùa vọng, thì sẽ được tặng một món quà Giáng sinh do công ty Pertalk bảo trợ. Đây là một công ty chuyên sản xuất những dòng sản phẩm đức tin mà chúng ta có thể có, chúng ta có thể mua để tặng cho người thân yêu trong mùa Giáng sinh này. Công ty Pertalk, những viên ngọc trai biết nói theo cái huyền sử của nó. Và quý vị cũng có thể ủng hộ cho Tin Vui Media qua website tinvui.shop, tinvui.shop. Quý vị nhớ nhé, trả lời ngày 11 tháng 12, tuần lễ thứ 3 của mùa vọng là hạn chót. Hai câu hỏi sẽ được post lên cho quý vị cùng biết và để trả lời. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, đã ủng hộ và đã cổ động chúng tôi trong những chương trình Cà Phê Thánh Ca. Lần này là lần thứ tư. Xin kính chào và hẹn quý vị vào kỳ tới.